cả các bạn đã đến với kênh của Phụng. Hôm nay Phụng nấu nuôi nha. Phụng có nuôi nè, Phụng có thịt nè, có nấm nè, có củ cải đỏ và củ cải trắng để mình đi nấu. Và Phụng có hai trái bắp nữa nha các bạn. Thì là đầu tiên Phụng sẽ luộc cái thịt sơ qua, rồi xong Phụng bắt cái nồi nước lên, Phụng bỏ hết cái thịt vào đây. Mình hầm khoảng 1 tiếng, Phụng cho mấy trái táo vào cho cái nước nó thơm đó các bạn. Và Phụng bắt cái nồi nước sôi lên, Phụng cho cái nuôi vào, mình luộc cho tí xíu dầu vô cho nó bóng cái nuôi đó các bạn. Thì cái củ cải này á, thì là mình sắc nhỏ ra ha. Củ cải đỏ và củ cải trắng Phụng sắc ra. Và là cái trái bắp cũng cắt nhỏ nhỏ ra nha các bạn. Cắt cái phanh nhỏ nhỏ ra thôi. Rồi thì quay lại cái nồi súp của Phụng á, thì đã mềm, Phụng hầm 1 tiếng rồi. Thì mềm Phụng cho hết những cái bắp vô rồi. Củ cải trắng, củ cải đỏ vào đây luôn nha các bạn. Rồi thì Phụng cũng sẽ cho nấm vào đây luôn ha. Thì hầm hồi nãy giờ hầm mấy cái thịt đó nó cũng mềm luôn rồi các bạn, nó mềm thịt là được rồi ha, cái thịt nó ra nó cũng ngọt. Còn bây giờ xong rồi nó đã mềm hơn nữa thì Phụng sẽ cho một chút xíu nước mắm. Mình cứ nêm cái gia vị vừa ăn của khẩu vị là được, mỗi nhà là được ha các bạn. Phụng cho tí xíu nước mắm, tí xíu bột ngọt, Phụng nêm nếm. Bây giờ mà nó vừa ăn là được rồi ha các bạn. Rồi xong thì Phụng cho một tí xíu hành vô nữa. Đó, như vậy là đã xong rồi, cái nồi súp của Phụng đã xong rồi đó các bạn. Nó rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn. Hầm với lại xương này nó rất là ngọt luôn các bạn. Cho cái núm này vào nó, trời ơi, nó rất là thơm. Bỏ mấy cái trái táo tàu vô cái nước nó rất là thơm luôn các bạn. Nhìn rất hấp dẫn ha. Bây giờ thì Phụng chỉ múc ra rồi đi ăn thôi các bạn ơi. Đói bụng quá rồi, bây giờ mình đi ăn nha. Ok tất cả các bạn, bây giờ thì cái tô nuôi của Phụng đã xong rồi. Mời các bạn cùng ăn với Phụng nha. Camera để không thấy được rõ mấy. Đó, rất là nhanh gọn ha các bạn. Chỉ nấu một lần súp lên xong rồi mình ăn cái nuôi thôi ha. Thì giờ Phụng sẽ cho miếng chanh vào. Cho miếng chanh vào đây. Rồi Phụng sẽ cho thêm miếng giá vào bên đây nữa ha. Và đây cái quế. Đó, mình trộn đều lên. Trộn đều lên và cho nó cay cay. Đây là một trái ớt. Cắt ra bớt. Trái ớt này nó hiểm, nó cũng cay lắm các bạn. Ít ít thôi. Nước Phụng nấu vừa ăn ngon dễ sợ. Nấu với cái núm rơm nè các bạn, rất là ngon. Rồi nó ngon nhưng mà ở Việt Nam tươi thì là nó ngon hơn. Ở đây nha, ai cũng như là ăn tạm thôi. Nhớ núm này quá thì ăn đỏ thôi, chứ nó hơi mềm mà nó không giòn ha các bạn. Và đây là tim. Ngon quá. Mình nấu súp này, cái nước nó rất là quan trọng ha các bạn. Nước nó mà ngon là mình sẽ ngon, mà nấu với nước dở thì ăn nó không dở, ăn nó dở ha. Phụng hầm cái thịt này hơn tiếng á, cho nên nó rất là mềm. Các bạn coi nè, đó, rất là mềm. Ngon quá các bạn. Mình chỉ cần nấu một nồi súp thôi các bạn, rồi mình ăn với cái gì cũng được. Ăn bún, ăn nuôi, ăn cái gì cũng được. Phụng thì thích ăn có nước nước.
gì ở nhà hàng đâu nha các bạn. Đó, một cái trứng cút nữa các bạn. Mình thích cái gì mình cứ cho vô cho đủ thứ rồi nó ngon ha. Thịt này nó ngon dễ sợ luôn. Thịt này nó to, thấm như nước mắm. Nhớ ngày xưa ở Việt Nam cũng hay ăn nui lắm các bạn. Có nhiều chỗ nó bán rất là ngon, họ bán rất là ngon. Còn qua bên đây rồi thì không có nhiều lựa chọn các bạn, không có nhiều cho mình ăn đâu. Nên thường thường mà những anh chị em cô bác nào mà đi Mỹ với các bạn thì trước khi đi Mỹ á, trước khi đi một tháng đó họ ăn quá trời luôn, tại qua đây không có mà ăn ha. Cái giá này nó giòn, nó ngon. Ở bên đây mà giá mà mua để ăn liền á thì nó giòn, nó tươi ngon, chứ để qua một hai ngày là nó hư hết rồi các bạn. Ở Việt Nam mình thì chán ai cũng đi chợ ra, còn ở bên đây thì mấy ngày cũng đi chợ một lần. Thường thường mà các bạn thấy ăn súp, ăn phở hay ăn bất kỳ cái gì mà ai ăn đến cái giọt nước cuối cùng à, có nghĩa cái súp đó ngon ha. Và ăn mà còn chừa lại nguyên tô là coi như cái tô đó không ngon. Cũng nghĩ là bây giờ mà ai muốn cùng đi làm đầu bếp cũng được á. Cảm thấy là cũng nấu cũng ngon á. Đầu bếp ở bên đây thôi. Tại vì ở bên đây người Việt thì ít mà người nước ngoài nhiều,
người nước ngoài mà họ ăn họ không biết được, mình nấu dở tí xíu họ cũng không biết được. Nếu mà khi nào mà cũng mà có tác nghiệp cũng sẽ thử đi xin nấu ăn thử coi có ai nhận không. Hôm nay cũng sẽ thử nghiệm một tô này đến giọt cuối cùng. Ăn hết có ai khen không ta? Giọt cuối cùng. Giọt cuối cùng rồi, hết luôn các bạn. Đó, các bạn thấy chưa? Nói không sai đâu mà. Đó, chỉ có ngon mới ăn đến giọt cuối cùng này nha. Ok, một chút xíu chia sẻ về những cái chuyện rất là vui vui trong cuộc sống. Còn bây giờ thì cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của Phụng nha. Phụng hy vọng là tất cả các bạn luôn luôn được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn lại các bạn trong dịp lần sau. Ok, bye bye.